Vi và Hương Thanh xin mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Hy vọng rằng trong 30 phút phát sóng của chương trình sáng ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ tìm thấy được thật nhiều những thông tin hữu ích và thú vị. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc và hãy cùng tiếp tục đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi nhé. Và như thường lệ chúng ta sẽ cùng khởi động với LTV ngay bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, có rất nhiều người sử dụng điện thoại di động than phiền về việc bị các cuộc gọi chào mời sử dụng dịch vụ làm phiền hàng ngày và vô cùng bức xúc và khó chịu khi các thông tin cá nhân, số điện thoại và ngày sinh bị lộ lọt khắp nơi. Alo ạ? Vâng, tôi Thái đây ạ. À, dịch vụ thông tin nhà đất đấy ạ? À? Không, cái này thì tôi không quan tâm đâu, nhà toàn. Nhưng mà sao thông tin nhà mạng lại để biết số của tôi nhỉ? À, cái này rất phiền phức đấy nha. Đừng gọi tôi vì tôi không để mấy cái thông tin nhà đất này đâu. Rồi, xin cảm ơn nha. Mới đầu giờ sáng, anh Phạm Lương Thái đã nhận được cuộc gọi mời chào mua nhà đất. Có ngày trung bình anh nhận được đến gần chục cuộc gọi giới thiệu dịch vụ ở các lĩnh vực. Cái tin nhắn rác như kiểu thông báo trúng thưởng này, tần tài này, hay là những cái dịch vụ mà nó cảm giác bị lừa đảo. Cái thứ hai nữa là thông tin nhà đất này, mời chào kiểu những cái như kiểu vay tiền hay là những cái món lợi ấy, cảm giác là bị làm phiền và rất là khó chịu. Mời chào mua nhà, bảo hiểm, đầu tư tài chính, thuê gia sư, sử dụng dịch vụ spa là những lĩnh vực chủ yếu mà người sử dụng điện thoại bị làm phiền bất kể giờ giấc. Tôi thường xuyên nhận được rất là nhiều cuộc gọi rác, như là lúc đang trong cuộc họp, rồi nhiều khi cả lúc ăn tối và lúc đi đường. Và cái việc này thực sự là người dùng điện thoại như tôi cảm thấy rất là khó chịu. Và cũng không hiểu tại sao là lại rất là nhiều bên lại biết được số điện thoại của mình như vậy. Đấy. Rõ ràng để phục vụ lợi ích kinh doanh, thông tin cá nhân của khách hàng như số điện thoại, tên tuổi, địa chỉ nhà đã được trao đổi, chia sẻ, mua bán mà không được sự cho phép của khách hàng. Việc lộ lọt thông tin cá nhân có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu về khách hàng của ngân hàng, bảo hiểm, siêu thị hay là chính các nhà mạng viễn thông. Hiện nay theo quy định tại Nghị định số 19 năm 2012 của Chính phủ quy định về cái xử phạt hành chính liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ấy, thì cái hành vi mà tiếp thị quảng cáo quấy rối người tiêu dùng thì sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Còn đối với hành vi mà chuyển giao thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba mà khi chưa được sự đồng ý của những người đó thì bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Sau hơn một năm, các nhà mạng cùng ra quân ngăn chặn, nhưng đến nay, tin nhắn rác và cuộc gọi rác vẫn dội bom người dùng di động mỗi ngày. Điều đáng nói là sau khi bị phản ứng gay gắt từ người dân, thì thời gian gần đây lại xuất hiện rầm rộ các cuộc gọi tự động. Đây là các cuộc gọi đã được cài sẵn nội dung quảng cáo và tự phát ra khi người nghe nhấc máy. Hiện tại cũng đã có nhiều phần mềm chặn tin nhắn rác và cuộc gọi rác, nhưng xem ra vẫn chưa thể ngăn chặn triệt để. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, việc ngăn chặn này phải được thực hiện từ chính các nhà mạng. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chính quyền điện tử là xu thế tất yếu. Tại Lâm Đồng, việc chủ trương đẩy mạnh công nghệ thông tin cũng như xây dựng chính quyền điện tử đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp cũng như địa phương và cũng góp phần thúc đẩy việc quản lý nhà nước. 100% các thủ tục hành chính được cung cấp trên hệ thống mạng. Người dân, doanh nghiệp có 3 phương thức thực hiện thủ tục hành chính. Một là đến trực tiếp bộ phận một cửa của các huyện, thành phố, trung tâm hành chính tỉnh. Hai là thực hiện các thủ tục trên mạng và đến bộ phận một cửa để nộp bản gốc chứng từ. Ba là thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. Đa số người dân và doanh nghiệp đều đánh giá cao về mức độ tiện lợi, tiết kiệm và nhanh chóng mà dịch vụ công trực tuyến mang lại. Trước tiên là những cái văn bản, những cái cập nhật, những cái thông tin về chế độ chính sách thì trên mạng có hết và như thế là rất là thuận lợi. Chúng tôi muốn xem cái văn bản gì thì thay vì phải lên
một cửa để tra cứu thì hiện nay chúng tôi trực tiếp lên mạng để tra cứu, đó là một cái việc mà rất là thuận lợi. Mình cũng có đôi chút tham gia vào các cái dịch vụ hành chính công ấy. Thì truy cập vào đó thì nó giảm được cái thời gian cho người dân, do đó mình cái rút ngắn cái thời gian mình đi lại. Tính đến thời điểm hiện nay, trên toàn tỉnh đã triển khai được 516 dịch vụ công mức độ 3, 4. Tuy nhiên, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa thể phản ánh đúng thực trạng phát triển chính phủ điện tử tại các địa phương do các yếu tố tác động khác. Đơn cử quy mô dân số là yếu tố chính quyết định đến số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến của tỉnh. Ngoài ra, các yếu tố khác, đặc biệt là mức độ thành thạo công nghệ kỹ thuật số, cũng đóng vai trò lớn trong tổng số hồ sơ giải quyết. Như trường hợp của người dân này, ông lựa chọn đến trực tiếp bộ phận một cửa để tìm hiểu thông tin và thực hiện mọi thủ tục tại bộ phận một cửa. Thường thường anh cũng lên đây anh làm trực tiếp luôn cho anh cũng tra cứu trên mạng. Thực hiện nghị quyết 45 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Bình quân mỗi tháng, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận và trả kết quả cho hơn 130.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong 8 chỉ tiêu đánh giá công tác cải cách hành chính của mỗi địa phương có một tiêu chí liên quan đến việc tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Lâm Đồng dẫn đầu toàn quốc về tiêu chí này với 7,5 điểm trên 8,5. Tuy là phương thức tạo thuận lợi, tiết giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính, nhưng rào cản hiện nay vẫn là lòng tin từ người dân với chất lượng dịch vụ bưu chính công ích. Trong cái việc triển khai thì cũng có một số khó khăn. Thứ nhất là người dân thì mới triển khai, người ta cũng chưa có cái biết, chưa quen. Người ta vẫn có cái thói quen đến các cái cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ và nhận cái kết quả. Và cái lòng tin về bảo quản chứng từ, cái giấy tờ của họ, những cái giấy tờ quan trọng, ví dụ như sổ đỏ, sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì người ta cũng chưa hẳn tin vào bưu điện. Và chưa biết là nếu mà nộp qua bưu điện thì có đảm bảo an toàn không. Nhưng thực tế thì bưu điện trong suốt mấy năm qua, 2 năm qua là thực hiện cái việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết đấy, thì chưa hề có xảy ra một cái mất mát hoặc suy sụp nào. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên lộ trình xây dựng chính quyền điện tử hướng tới nền hành chính công hiện đại, nhưng trước những rào cản và khó khăn từ thực tiễn, tỉnh Lâm Đồng cần có nhiều giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu này. Trong giai đoạn tới, thì Sở Thông tin Truyền thông chúng tôi tăng cường hơn nữa cái công tác tuyên truyền thông qua đài phát thanh truyền hình tỉnh, thông qua hệ thống đài truyền thanh truyền hình cấp huyện và đặc biệt là hệ thống đài truyền thanh không dây ở cấp xã. Việc thứ hai là chúng tôi sẽ thông qua cái cơ quan chính quyền điểm bưu điện văn hóa xã để có phát tờ rơi các thông tin để cung cấp kịp thời cho công dân và doanh nghiệp, đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa. Và cái cuối cùng đó là cái mà đồng bào cũng người dân cũng yên tâm trong quá trình mà triển khai thực hiện, đặc biệt là cái dịch vụ qua bưu điện, bởi vì hiện nay hành lang pháp lý của nhà nước quy định rất rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của bưu chính công ích trong việc triển khai thực hiện. Nếu có thất lạc thì cái trách nhiệm của bưu điện và các cái loại chi phí đã được quy định rất cụ thể trong pháp luật và người dân yên tâm trong triển khai thực hiện các cái dịch vụ công 3-4. Triển khai thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến là nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử. Lâm Đồng đã và đang nỗ lực, quyết tâm cao độ thực hiện nhiệm vụ này bằng nhiều giải pháp đồng bộ dựa trên những kết quả khả quan đã đạt được trong thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay mặc dù tuổi thọ trung bình ở các quốc gia đã ngày càng gia tăng, tuy nhiên chúng ta lại phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề tác động đến sức khỏe về môi trường sống, chất lượng cuộc sống hay là thực phẩm. Và đó cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy mà người ta vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu ra những phương pháp để có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, ví dụ như thanh lọc cơ thể, sống sạch hay sử dụng những chế độ dinh dưỡng với những thực phẩm hữu cơ. Và có lẽ cụm từ thực phẩm organic hay thực phẩm hữu cơ đã không còn xa lạ gì với người dân hiện đại. Nhưng cụ thể là như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi trong phóng sự sau đây. Trong những năm qua, cụm từ thực phẩm organic hay thực phẩm hữu cơ đã dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Khi cuộc sống con người đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường,
mất vệ sinh an toàn thực phẩm do hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thì xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, chất lượng, an toàn cho sức khỏe được nhiều gia đình lựa chọn. Hiện nay, người tiêu dùng không khó để có thể tìm mua được rau xanh, củ quả hay những thực phẩm hữu cơ khác. Thế nhưng, thực phẩm hữu cơ có khác biệt gì so với thực phẩm sạch? Vốn là nguồn thực phẩm cũng được rất nhiều gia đình chọn lựa cho bữa ăn hàng ngày của mình. Thực phẩm hữu cơ và thực phẩm sạch đó, khác nhau là khác nhau ở cái quy trình canh tác. Thực phẩm sạch thì trong cái quá trình canh tác thì người nông dân được phép sử dụng những cái phân bón hóa học cũng như là những cái chất bảo vệ thực vật trong cái nồng độ cho phép, không được gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng thôi. Còn thực phẩm hữu cơ thì trong cái quy trình canh tác hoàn toàn không được phép sử dụng bất cứ chất hóa học cũng như là phân bón hay là dư thừa thuốc trừ sâu, và được kiểm định từ cả cái nguồn gốc về giống cây trồng thì sẽ đảm bảo hơn. Xu hướng sử dụng thực phẩm hữu cơ đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng từ lâu. Chính vì quá trình canh tác, chăm sóc mà những sản phẩm này được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là an toàn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe chúng ta. Ngoài ra, việc lựa chọn thực phẩm hữu cơ còn có thể giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ tiếp xúc với thuốc trừ sâu và giúp loại bỏ được các chất độc hại ra khỏi môi trường. Điều đầu tiên mà lợi ích thực phẩm hữu cơ mang lại là bạn có thể hoàn toàn yên tâm về sự an toàn cho sức khỏe của gia đình. Thực phẩm hữu cơ được kiểm soát rất là chặt chẽ về quá trình trồng trọt, giống cây trồng, đảm bảo hoàn toàn không có sử dụng phân bón hóa học cũng như là các hóa chất bảo vệ thực vật, thì điều này làm giảm nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm ở dạng nhẹ và giảm cái nguy cơ bị ung thư về lâu dài. Và đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đó, thì cơ thể của các bé phải phát triển từng ngày, cho nên rằng là cái phần dạ dày và phần ruột đó, mỗi ngày của trẻ cũng phát triển, thì cái điều này sẽ làm cho trẻ gặp khó khăn hơn so với người lớn trong cái quá trình là phân giải các chất hóa học trong quá trình tiêu hóa đó. Thì nếu như mà cái chuyện này diễn ra thường xuyên hơn thì sẽ làm cho trẻ không có hấp thu được hết tất cả các dưỡng chất quan trọng cho quá trình tăng trưởng. Vì vậy thì lựa chọn thực phẩm hữu cơ là một cái giải pháp tối ưu cho các bà mẹ có trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Khi con người đối mặt với hàng loạt những căn bệnh nguy hiểm mà một phần do môi trường sống cũng như nguồn thực phẩm mình sử dụng hàng ngày, thì tâm lý chọn lựa lối sống sạch, sử dụng thực phẩm an toàn đã trở thành tiêu chí số 1 mà bất cứ ai cũng muốn hướng đến. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta nhận thấy câu nói sức khỏe là vàng lại giá trị và quan trọng như thế. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình và bạn bè, thì mỗi người cần học cách để trở thành một người tiêu dùng thông minh vì lợi ích của chính bạn và những người bạn yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình nuôi dạy con từ khi trẻ lọt lòng cho đến khi trưởng thành, cha mẹ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như giáo dục thể chất, bồi dưỡng kiến thức và cả việc hình thành kỹ năng sống cho trẻ một cách tốt nhất. Mặc dù trong cuộc sống hiện đại ngày nay nhưng cũng có không ít ông bố bà mẹ quan tâm đến việc phát triển thể chất và trí tuệ cho con mình nhưng lại bỏ quên đi việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tâm lý, thì việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là vô cùng cần thiết để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện. Trong một sức khỏe cho ngày mới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao phải giáo dục kỹ năng sống cho trẻ và cách thức thực hiện như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong giai đoạn hiện nay, mọi người thường nhắc nhiều đến cụm từ kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Nhưng có phải ai cũng thực sự hiểu kỹ năng sống là gì? Thông thường, kỹ năng sống được hiểu là những kỹ năng cơ bản mà con người cần có để có cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và chất lượng cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp mà mỗi cá nhân cần có để tương tác với những người khác một cách hiệu quả hoặc ứng phó với những vấn đề hay những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Theo UNICEF, kỹ năng sống là tập hợp những kỹ năng tâm lý, xã hội và giao tiếp cá nhân giúp cho con người đưa ra những quyết định có cơ sở, giao tiếp một cách có hiệu quả nhằm giúp họ có một cuộc sống lành mạnh. Kỹ năng sống hướng vào việc giúp trẻ thay đổi nhận thức, thái độ và giá trị trong những hành động theo xu hướng
tích cực và mang tính chất xây dựng. Trong xã hội rất là phát triển thì mình cứ nghĩ rằng là trẻ em đầy đủ, có đầy đủ hơn, phương tiện, nhiều phương tiện để có thể là giáo dục hơn, tiếp cận với nhiều môi trường giáo dục hơn. Nhưng mà kỳ thực ra thì theo chúng tôi nhận thấy thì trẻ em thì lại hầu như là bị bỏ quên, bởi vì hầu hết là những cái phương tiện đó thì cũng rất là có giá trị giáo dục, nên những cái kỹ năng cơ bản, những kỹ năng cơ bản thì lại bị gia đình bỏ quên, cũng là vì lý do là bố mẹ cũng rất là lao vào công việc, rồi thường xuyên về thì cũng rất là mệt mỏi, rồi cũng quên mặt con đi. Vì vậy những cái sinh hoạt đời thường hàng ngày như là nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi, rồi biết kiềm chế cơn giận các thứ, các bé không có được. Hơn nữa thì thực tế ở trong môi trường giáo dục hiện tại ở các trường thì các bé cũng rất là học rất là căng thẳng, ở nhà thì đã vậy, ở trường như thế nữa các bé cũng hầu như là phải chú tâm vào các cái công việc học. Đó là những cái kỹ năng sống bình thường các bé bị bỏ rơi, do đó có những cái hiện tượng như stress, rồi căng thẳng, rồi bạo lực, và những cái hiện tượng như là tương tự ở giới trẻ vân vân rất là xảy ra phổ biến. Tất cả những cái lý do đó đều là do các mẹ thiếu kỹ năng sống. Do đó chúng tôi nghĩ là cái việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là hết sức cần thiết, nhất là trong xã hội, trong giai đoạn bây giờ. Việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ theo tôi nghĩ thì nó bắt đầu cần phải bắt đầu từ rất sớm, bởi vì cái giai đoạn cửa sổ vàng của mỗi đứa bé là tiếp thu thông tin, tiếp nhận thông tin và nhận thức từ rất sớm. Một số phụ huynh cho rằng là trẻ đang còn nhỏ thì biết gì mà dạy. Quan điểm như thế là sai lầm, bởi vì bây giờ rất là nhiều công trình khoa học người ta nghiên cứu và chỉ ra rằng là trẻ càng nhỏ thì càng dễ uốn nắn và càng phải được giáo dục sớm, các kỹ năng cũng vậy. Đây là kỹ năng sống thì thực ra nó phải theo các nguyên tắc để hình thành các kỹ năng sống thì phải thông qua hành động, tức là hành động và làm gương. Một đứa bé sống trong một môi trường như thế nào thì trẻ sẽ hình thành như thế. Thực ra kỹ năng sống thì các nó hình thức là bắt chước thôi. Ví dụ người lớn làm tốt thì bé cũng sẽ làm tốt, người lớn biết làm điều tốt thì trẻ cũng biết làm điều tốt, và làm điều đúng thì trẻ biết làm điều đúng. Và thông qua ở đây chúng tôi dùng cái phương pháp là thông qua tổ chức các cái hoạt động, ví dụ như hoạt động bài tập, hoạt động trò chơi trải nghiệm, rồi sau đó bé sẽ thông qua bài tập sẽ rút ra những cái giá trị của kỹ năng. Rồi chúng tôi cũng dùng cái phương pháp là liên hệ với gia đình. Còn bản thân ở trung tâm thì mỗi tuần chỉ có tổ chức một buổi, kỹ năng không thể hình thành trong mỗi tuần một buổi như vậy, mà cần phải có một cái quá trình và phải có sự phối hợp với gia đình, với trung tâm, với cả mọi nơi nữa, mọi lúc nữa thì mới hình thành cái kỹ năng của các bé. Việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ là điều rất cần thiết. Việc hình thành các kỹ năng cơ bản trong học tập và sinh hoạt là yếu tố quyết định đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này của trẻ. Khi xảy ra vấn đề nào đó, nếu không được trang bị kỹ năng sống, trẻ sẽ không có đủ kiến thức để xử lý các tình huống bất ngờ. Vì thế, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ sẽ giúp trẻ sớm có ý thức làm chủ bản thân, sống tích cực và hướng đến những điều lành mạnh cho chính mình cũng như cho xã hội. Hương Thanh được biết Thúy Vi là một bạn trẻ rất thích đi đây đó khám phá những địa điểm thú vị và hấp dẫn. Vậy có lẽ là Thúy Vi biết rất nhiều địa danh cũng như là những kỳ quan nổi tiếng trên thế giới, phải không? Chúng ta có thể kể ngay như là tượng nữ thần tự do ở nước Mỹ, tháp Eiffel ở Pháp hay là tháp đôi Malaysia v.v. và rất nhiều những địa danh khác. Tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội có thể đến và tận mắt chiêm ngưỡng những địa danh này. Vậy có bao giờ Thúy Vi cũng như quý vị và các bạn tưởng tượng mình có thể đi dạo một vòng quanh thành phố Đà Lạt nhưng có thể chiêm ngưỡng được tất cả các kỳ quan trên thế giới hay chưa? Nghe thật thú vị phải không nào? Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi ghé chân đến công viên kỳ quan thế giới tại Đà Lạt các bạn nhé. Được mệnh danh là thành phố du lịch của Việt Nam, Đà Lạt dường như thay da đổi thịt hàng ngày. Chính vì thế mà bên cạnh những gì vốn được thiên nhiên ưu đãi từ cảnh quan, khí hậu, thì người dân của vùng đất hiền hòa này cũng không ngừng cải tạo phát triển những điểm đến mới lạ, thú vị, thậm chí là khác biệt để phục vụ nhu cầu của du khách mỗi khi ghé thăm nơi đây. Trong thời gian qua, hàng loạt những địa điểm đã được đưa vào sử dụng và mang đến những trải nghiệm thật sự thú vị cho du khách, thậm chí còn giúp cho mọi người có một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, ngắm nhìn những kỳ quan nổi tiếng bậc nhất mà chúng ta vốn chỉ từng nhìn thấy qua những tờ tạp chí hay trên phim ảnh mà thôi. Công viên kỳ quan thế giới, địa điểm mới đưa vào hoạt động vài tháng trở lại đây, nhưng mỗi ngày đã chào đón hàng trăm lượt khách từ khắp nơi tìm đến.
30 kỳ quan trong khuôn viên rợp màu xanh của cỏ và được bố trí dọc theo những hàng thông xanh ngát. Không khó để nhận ra, đó là mô hình thu nhỏ tháp Eiffel của thủ đô hoa lệ Paris, nước Pháp, đồng hồ Big Ben của xứ sở sương mù Anh Quốc, hay hình ảnh chú sư tử biển đặc trưng của đảo quốc sư tử Singapore. Tất cả đều khiến cho bất cứ ai cảm thấy thích thú, bất ngờ và không thể không lưu lại những bức ảnh độc và lạ tại công viên này. Tất nhiên là đi vô tham quan cái thung lũng tình yêu này, đi hết các cái khu này là kiểu khu gì, khu vui chơi hả? Kỳ quan hả? 30 kỳ quan rồi, rất là thú vị, rất là sảng khoái và rất là thích. Trong chuyến đi du lịch 30 kỳ quan thế giới này, anh rất là hài lòng và anh mong muốn sao trong nước Việt Nam mình sắp tới có những cái khu du lịch như thế này nữa. Là trong cái chuyến trải nghiệm lần này anh rất là hài lòng và có một cái ngày du lịch nghỉ dưỡng rất là thú vị. Có thể thấy rằng công viên kỳ quan thế giới này đã góp phần tạo thêm điểm nhấn mới lạ độc đáo cho những điểm dừng chân của du khách gần xa khi ghé chân đến với vùng đất cao nguyên này. Và cũng chính vì những sáng tạo mới lạ của Đà Lạt như thế, nên từ lâu nay, trong ký ức của rất nhiều người, dù chỉ một đôi lần ghé thăm Đà Lạt, thì hình ảnh phố núi đẹp thơ mộng quyến rũ đã để lại những kỷ niệm khó quên. Để rồi tìm về với mảnh đất ấy là một lần du khách được sống lại với những cảm xúc thật đặc biệt, khẳng định được vẻ đẹp của thành phố xinh đẹp này. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không chỉ các doanh nghiệp lớn mới có thể sản xuất ra những sản phẩm từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe, mà ngay cả các bạn học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường cũng có thể biến những ý tưởng thành hiện thực dưới sự giúp sức của các giáo viên hướng dẫn. Và nhân vật trong một Hương sắc cao nguyên ngày hôm nay là một điển hình như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai bạn học sinh đã thành công trong việc nghiên cứu quy trình bột rau má lá sen hòa tan. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau má lá sen có nhiều thành phần hóa học tốt cho sức khỏe. Sản phẩm bột rau má lá sen hòa tan giàu hoạt chất triterpenoid saponin của hai học sinh Nguyễn Thành Khôi và Vũ Quang Huy, trường Trung học phổ thông Di Linh, đã đạt giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2018 vì tính ứng dụng cao vào thực tiễn. Đề tài của chúng em xoay quanh về đối tượng là rau má lá sen và với nhóm hoạt chất là triterpenoid saponin. Thì rau má lá sen vốn là được sử dụng phổ biến trong dân gian như là một loại thực phẩm và được xem lên là thảo dược quý. Và ngoài ra thì rau má lá sen còn có khả năng sinh trưởng rất mạnh, chúng mọc ở rất nhiều nơi và được xem là nguồn nguyên liệu rất là dồi dào. Chính vì thế chúng em đã quyết định là sẽ tìm hiểu về cây rau má lá sen và căn cứ vào các tài liệu khoa học đã được công bố thì em nhận thấy rằng trong rau má lá sen có một nhóm hoạt chất có hoạt tính dược học rất quý, đó là triterpenoid saponin. Chính vì thế chúng em đã quyết định xoáy sâu vào nhóm hoạt chất này vì vừa đủ với khả năng học sinh của chúng em và đồng thời nhóm hoạt chất này còn có những ý nghĩa vô cùng to lớn đóng góp cho khoa học và cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Sau bước phân loại, làm sạch, rau má lá sen được ngâm chiết, lọc và sấy phun để thu được bột có màu xanh lá, hòa tan tốt trong nước với hàm lượng triterpenoid saponin đạt 13,240mg trên 1g bột. Trước nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên nhưng phải tiện dụng, giá cả phải chăng và tốt cho sức khỏe, bột rau má lá sen do hai học sinh Khôi và Huy nghiên cứu sản xuất thành công là tiền đề để hai bạn trẻ tiếp tục ước mơ đưa các sản phẩm từ thiên nhiên của người Việt vươn xa hơn. Đổi mới cái phương pháp dạy và học hiện nay để đánh giá cái năng lực của học sinh thì nghiên cứu khoa học cũng là một phần để đánh giá cái sự năng lực tư duy của các em, năng lực sáng tạo của các em và các em tự tìm tòi để tìm ra một cái hướng nghiên cứu mới nhất cho cái đề tài của các em. Tuy nhiên thì khó khăn cũng nhiều lắm. Ví dụ như là chúng ta mẫu vật nè, không có phải là một chỗ mà phải tìm nhiều chỗ. Hóa chất thì nói chung là ở trường trung học phổ thông của chúng ta thì tuy nhiên thì máy móc hóa chất không đủ. Thì như vậy thì cô trò cũng được sự ưu ái của thầy cô bên trường Đại học Nha Trang
đó cũng cho nghiên cứu ở bên cái phòng viện công nghệ sinh học bên đó, thì khó khăn gì thì thầy cô bên đó cũng có giúp đỡ. Chặng đường đưa các sản phẩm do các bạn học sinh nghiên cứu chế tạo trong trường phổ thông bước ra thực tiễn là một chặng đường dài. Để có thể đi đến đích, các bạn học sinh cần sự trợ sức từ các ngành chức năng, địa phương, nhà doanh nghiệp để có thể hiện thực hóa ước mơ đưa sản phẩm Việt do người Việt làm ra, chinh phục người tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Tân Nhàn là một trong những ca sĩ trẻ nổi tiếng với dòng nhạc dân gian và nhạc đỏ. Và khởi nghiệp của Tân Nhàn thành công khi đoạt giải nhất phong cách dân gian tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Việt Nam năm 2005. Và hiện tại chị cũng là phó trưởng khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là một trong những giọng ca được rất nhiều người yêu thích. Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của Tân Nhàn qua sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Tự Minh, Nhà em ở Lương Đồi. Mời quý vị cùng thưởng thức. Nhà em ở Lương Đồi, nơi chim rừng thanh thoát, bầu trời xanh dịu ngọt, gió tràn về mênh mông. Nhà em giữa nắng vàng, con suối tràn bờ đá, hương rừng thơm mùa hạ, đường chiều về phố hành cô. Và các bạn thân mến, tiếng hát của Tân Nhàn với ca khúc Nhà em dưới lưng đồi vừa rồi đã khép lại chương trình Bình minh cao nguyên sáng chủ nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào khung thời gian quen thuộc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.